đi ra khỏi cái chỗ địa điểm ra cái đám lửa nước báo bắn đến ngay bom đạn đến ngay dân nó biết về nó báo thế bố là ở với bạn như thế là người kia thế ngày xưa là con lên thành phố Long Xuyên có bao giờ không Long Xuyên chủ đất phải đánh mới vào chứ của nó đứng rồi ừ, chứ làm sao mà đến tự do như bây giờ là con không nhưng mà sao bảo là An Giang cái thằng này 67 năm là nó là vẫn là cái đường bỏ thì không có cái bảy núi chứ còn dưới 1.000 năm trên châu đốc là của nó con từ thành phố Long Xuyên con mới đi mấy cái huyện mà cũng đã đi cách người ta gọi thất hơn là vùng bảy núi có bảy quả núi thôi mà cũng từ thành phố Long Xuyên đến hơn 100 cây xa đấy còn cái chùa sang có nói là đúng là trên cái núi ấy, nó nhìn ra cái kênh kinh tế thật cái kênh của Lê Văn Duyệt đấy mà sang bên kia là Campuchia đất Campuchia bởi vì năm ngoái là đi là có một cái anh là bố của anh sinh 70 nhưng mà bố của anh cũng là cái dân Bắc thuộc hết tức là cái người có cái đóng góp đó là từ đó thuộc từ nó lại thuộc Kiên Giang đó là huyện Hà Tiên mà vâng nó là tên Kiên Giang thế thì bên đây mỗi cái đường đắp từ đây ra bờ biển đắp này bên đây là của Việt Nam và bên đây là của Campuchia thế ở đây thì cái hang Thạch Động là cái hang ấy của mình và sang cái chùa bên kia là chùa của Mỹ Linh chính là Thạch Xanh là truyền thuyết Thạch Xanh nó ở cái hàng hầu lắm nè mà cái hàng hầu lắm Thạch Xanh ừ. Tao cầm cái hòn đá tao quăng xuống cái này chả thích Thạch Mãng Xà là chính nhờ cái đấy người ta truyền thuyết là Thạch Xanh Thạch Xanh ở cái hàng này Thạch Xanh xuống đánh can tinh để cứu công chúa là cái ở chính là Thạch Động thế cái lúc mà ông ở núi Bà Đen mà đi xuống đấy nó còn nhiều thời gian không Bà Đen còn đi vòng qua Bà Đen ở trên này Bà Đen còn đi mấy ngày vẫn cứ vòng qua cái núi Bà Đen không và vì nếu mà từ Bà Đen mà xuống lên vùng Thành Đông nó phải 500-600 cây đó nó qua đấy nó đi để dài đi thế nào cũng cứ bằng qua cái núi Bà Đen đó mà đi mãi nó mới qua được nhiều tháng mới về xuống được với vùng An Giang An Giang trên không Bà Đen còn đi xuống nếu mà ông từ Bà Đen ông di chuyển đấy nó phải vài tháng đi xuống Long An đúng rồi đấy, xuống kia à gì Đồng Tháp không Đồng Tháp bây giờ là Đồng Tháp như trước gọi là tỉnh gì mình Tây Ninh Long An rồi thì Tây Ninh Long An rồi thì là còn thấy Tây Ninh thì nó là bao nhiêu một bước rồi hai tỉnh thì người ta quên đó hai tỉnh đấy với chúng An Giang An Giang mình thấy đúng An Giang Kiên Giang thì này cuối cùng rồi nó sẽ lấy cái nó lên kia, rồi cái nào lúc nào đâu,